Thưa quý vị, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom nhằm vào một đám đông người Công giáo ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Trước vụ việc này, Philippines đã tăng cường lực lượng cảnh sát và quân đội để củng cố an ninh ở miền nam và xung quanh thủ đô Manila. Trên kênh Telegram, IS tuyên bố những chiến binh của Caliphate, hay còn gọi là Khalifa, một thể chế nhà nước Hồi giáo, đã kích nổ một thiết bị tại một cuộc tụ tập lớn của những người Công giáo ở thành phố Marawi. Vụ đánh bom xảy ra trong giờ tiến hành nghi lễ Công giáo buổi sáng ở một trường đại học thể thao tại thành phố Marawi, bang Mindanao, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra chỉ 2 ngày sau khi 11 tay súng cùng thủ lĩnh tình nghi thuộc nhóm khủng bố Dala Islamia bị tiêu diệt trong các chiến dịch truy quét do quân đội Philippines tiến hành. Tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines cho rằng có khả năng vụ đánh bom là một hành động trả đũa. Liên quan đến tình hình xung đột giữa Israel và Hamas, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Henry Halevi xác nhận quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào miền nam Gaza trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại phía bắc khu vực này. Phát biểu trước các binh lính thuộc sư đoàn Gaza ở miền nam Israel, ông Halevi tuyên bố các hành động của IDF ở phía nam Gaza cũng sẽ mạnh mẽ và hiệu quả tương tự các hành động ở phía bắc Gaza. Trước đó, quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán đối với nhiều khu vực trong và xung quanh thành phố Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai của Gaza, trong bối cảnh Israel mở rộng các cuộc tấn công xuống phía nam của vùng lãnh thổ của Palestine. Trong khi đó, nhiều người dân Palestine cho biết quân đội Israel đã thả truyền đơn yêu cầu họ di chuyển sâu hơn về phía nam, tới Rafah hoặc tới khu vực ven biển ở phía tây nam của Gaza. Tình hình xung đột giữa Israel và Hamas cũng đang làm dấy lên những quan ngại về an ninh hàng hải trên vùng biển Trung Đông. Trong ngày hôm qua, các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ đã bị máy bay không người lái và tên lửa tấn công bằng hàng giờ đồng hồ. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố nhận trách nhiệm. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, tàu khu trục Kani hoạt động trên Biển Đỏ ngày 3 tháng 12 đã đáp lại những cuộc gọi khẩn cấp và cung cấp hỗ trợ sau các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ do nhóm Houthi ở Yemen kiểm soát. Houthi cùng ngày xác nhận đã tấn công hai tàu thương mại là Unity Explorer và Number 9. Houthi cho rằng hai tàu trên bị nhắm mục tiêu vì từ chối tuân thủ cảnh báo, song không nêu thêm thông tin chi tiết. Houthi nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm đáp lại yêu cầu của người dân Yemen và lời kêu gọi từ các quốc gia Hồi giáo muốn sát cánh với người dân Palestine. Quân đội Mỹ tuyên bố chiến hạm Kani đã bắn hạ 3 máy bay không người lái, khẳng định những cuộc tấn công là mối đe dọa đối với thương mại quốc tế. Phía Israel sau đó cho biết không có mối liên hệ nào với hai tàu bị phong trào Houthi tấn công. Tel Aviv cũng thông tin một tàu bị hư hỏng nhẹ và một tàu hư hỏng nghiêm trọng có nguy cơ bị đắm. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Ukraine và Ba Lan dự định sẽ mở một cửa khẩu biên giới trong ngày 4 tháng 12 để cho xe tải không chở hàng hóa qua lại. Đây là nỗ lực của hai nước nhằm giảm bớt ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình của giới vận tải Ba Lan trong nhiều tuần qua đã làm tê liệt giao thông tại khu vực biên giới. Nhà chức trách Ukraine cho biết, cửa khẩu Donhobizhov-Urinev hiện chỉ phục vụ ô tô và xe buýt sẽ được mở cửa cho các xe tải không chở hàng từ Ukraine đến Ba Lan bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 12. Đây được coi là biện pháp đầu tiên trong nhiều biện pháp sẽ được thực hiện nhằm giải tỏa khu vực biên giới, giảm bớt hàng hóa tắc nghẽn và tăng cường công suất hoạt động của khu vực biên giới Ukraine-Ba Lan. Kể từ đầu tháng 11, các tài xế xe tải Ba Lan đã phong tỏa nhiều cửa khẩu biên giới với Ukraine để phản đối quyết định của Liên minh châu Âu-EU nới lỏng các quy định của khối đối với các công ty vận tải Ukraine từ năm ngoái và khiến các đối tác Ukraine có lợi thế hơn về mặt giá cả. Điều này khiến cho hàng dài xe từ Ukraine bị mắc kẹt lại biên giới trong nhiều ngày dưới thời tiết giá lạnh và thiếu thốn thực phẩm. Để xoa dịu sự phản đối của giới xe tải Ba Lan, chính phủ nước này cho biết sẽ tăng cường các cuộc kiểm tra đối với xe tải từ Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn cho đến nay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 3 tháng 12 cho rằng các cam kết cắt giảm khí thải tại hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28, COP28, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cấp thiết hiện tại. Phát biểu tại ngày làm việc thứ tư của COP28, Tổng thư ký Guterres nhận định những cam kết về cắt giảm khí mê tan thải ra môi trường là một bước đi đúng đắn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng cho rằng những cam kết này vẫn còn dưới mức cần thiết rất xa để đối phó với tình hình diễn biến phức tạp hiện tại.
Trước đó, phiên họp ngày 2 tháng 12 của COP28 kết thúc với thông báo 50 công ty dầu khí đã nhất trí đạt mức phát thải khí mê tan gần như bằng không và chấm dứt tình trạng phát thải thường xuyên vào năm 2030. Các công ty này cũng cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng, tuyên bố trên vẫn né tránh những cam kết cụ thể và mạnh mẽ hơn cần có về việc loại bỏ khí thải từ việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, cũng như chưa làm rõ được cách thức và chiến lược để đạt được mục tiêu đã đề ra. Nhà lãnh đạo này tiếp tục hối thúc những kế hoạch chi tiết để loại bỏ từng bước nhiên liệu hóa thạch theo thời hạn tương thích với nhiệm vụ giới hạn hiện tượng trái đất ấm lên ở mức 1,5 độ C, đồng thời lên án mạnh mẽ hiện tượng quảng cáo xanh khi coi đây là yếu tố cản trở những nỗ lực bảo vệ môi trường thực sự. Bangladesh đang phải đối mặt với khủng hoảng dịch sốt xuất huyết trầm trọng nhất trong nhiều năm qua. Biến đổi khí hậu được cho là một trong những tác nhân lớn nhất dẫn đến sự bùng phát dịch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, các bệnh lây truyền qua muỗi đang lây lan nhanh và mạnh hơn do biến đổi khí hậu. Mùa mưa bị gián đoạn cùng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây ra tình trạng úng nước khiến cho các loài muỗi có khả năng sinh sôi nảy nở mạnh hơn. Trong bối cảnh hội nghị về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra, Bangladesh đã nhấn mạnh y tế là một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đồng thời yêu cầu các nước tăng cường đẩy mạnh đầu tư vào việc phát triển y tế. Tính đến hiện tại, Bangladesh đã ghi nhận hơn 1.200 người tử vong trong năm nay và hơn 250.000 người nhiễm virus sốt xuất huyết. Những ngày qua, nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Séc và Anh đã ghi nhận tình trạng tuyết rơi làm cản trở hoạt động giao thông tại các nước này. Tại Đức, tuyết rơi dày kéo dài nhiều ngày qua tại nhiều bang miền Nam đang gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Hơn 700 chuyến bay tại sân bay Munich, mạng lưới giao thông công cộng cũng đã bị hủy do tuyết rơi dày. Hàng chục vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra trong đêm do đường trơn trượt. Tình trạng tương tự được ghi nhận tại Séc. Tuyết rơi dày đã gây gián đoạn giao thông trên khắp đất nước, bao gồm cả sân bay Praha, dẫn đến mất điện. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Anh cũng đưa ra cảnh báo vàng về tuyết và băng vào 2 ngày qua, với nhiệt độ ban đêm được dự báo có thể giảm xuống mức âm 10 độ C. Anh cũng đã ban hành cảnh báo về sức khỏe cho 9 vùng của đất nước cho đến ngày 5 tháng 12, khi nhiệt độ thấp sẽ tiếp tục kéo dài. Thưa quý vị, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, nông nghiệp là lĩnh vực gánh chịu tới 23% tổng thiệt hại do thiên tai và thảm họa trên thế giới. Hạn hán tác động nặng nề nhất đến ngành nông nghiệp toàn cầu, 65% tổng thiệt hại do hạn hán rơi vào lĩnh vực nông nghiệp, còn thiệt hại do lũ lụt thì ước tính là vào khoảng 20%. Do điều kiện khí hậu thay đổi, có những loại cây trồng hàng nghìn năm gắn với một vùng đất này thì nay lại xuất hiện ở những vùng đất khác. Có những vùng đất rộng lớn trước kia không thể trồng trọt được thì nay lại có thể trở thành những vùng canh tác mới. Nói cách khác, biến đổi khí hậu đang vẽ lại bản đồ đất nông nghiệp thế giới. Và đây cũng là vấn đề sẽ được đề cập trong một câu chuyện quốc tế, phần cuối của bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tình trạng khan hiếm nước do khô hạn kéo dài chỉ là một trong nhiều hệ quả của biến đổi khí hậu, dẫn tới sự thay đổi tập quán canh tác tại nhiều khu vực trên thế giới. Tại Saint Escobin, phía nam thủ đô Paris của Pháp, bên cạnh ruộng ngô khô cằn, héo úa, ruộng cao lương vẫn xanh tươi và nặng trĩu hạt. Cao lương, vốn được trồng tại vùng Sahel của châu Phi, giờ đang là giải pháp của nông dân Pháp. Thay vì tiếp tục trồng ngô, giờ trở nên khó khăn vì cần nước tưới. Họ chuyển dần sang trồng cao lương và tạo ra một ngành kinh tế mới của Pháp. Việc trồng cao lương hấp dẫn vì nó mang lại một nền canh tác mới, một cách nghĩ mới về nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, bảo tồn tài nguyên và tác động đến tương lai. Đó là giải pháp giúp cải thiện mọi thứ, tiêu thụ ít thuốc bảo vệ thực vật hơn, ít phân bón hơn, và trên hết là bảo tồn nguồn nước ngầm và tài nguyên nước. Cây cao lương có nhiều lợi thế, giàu protein, chứa 8 trong số 9 amino acid thiết yếu, có đặc tính không cần tưới nước, không đòi hỏi thuốc trừ sâu và chỉ cần 1/3 lượng phân bón so với các loại lúa mì thông thường. Trong 4 năm qua, diện tích trồng cao lương ở Pháp đã tăng hơn 50%. Không chỉ Pháp, nhiều nước châu Âu đã hướng tới trồng loại cây này để cung cấp lương thực cho con người. Tại một ruộng nho ở Bastad, phía nam Thụy Điển, nhiều năm trước, không ai nghĩ rằng một đất nước lạnh giá ở bán đảo Scandinavia lại có thể trồng được nho. Nhưng ngày nay, biến đổi khí hậu đã khiến mọi thứ thay đổi. Một quả nho cần khoảng 100 ngày từ khi ra hoa đến khi trưởng thành trên 10 độ C. Điều mà trước đây chưa từng xảy ra, đó là một sự thay đổi thực sự. Mọi người đang dần nhận ra rằng họ có thể trồng những thứ khác ngoài lúa mì ở đây. Còn tại miền Nam nước Anh,
khí hậu giờ cũng giống như vùng Champagne hoặc Bourgogne của Pháp, nên cũng có thể trồng nho và sản xuất rượu vang với chất lượng tương đương. Ở Anh, bây giờ, chúng tôi có thể tạo ra những loại rượu vang sủi đặc biệt. Chúng tôi có khí hậu hoàn hảo, chúng tôi có mùa trồng trọt rất dài, nên lượng đường trong nho tăng chậm, lượng axit giảm xuống, giúp phát triển rất nhiều hương vị tuyệt hảo cho rượu vang sủi. Bây giờ chúng tôi có thể làm chín nho đến mức cao hơn nhiều so với mức chúng tôi có thể làm 10-15 năm trước. Việc trái đất nóng lên đang khiến đất canh tác bị chuyển đổi, tạo ra sự hoán đổi về mặt thổ nhưỡng giữa một vùng đất này với một nơi khác. Điều này tưởng như vô lý, nhưng lại đang dần trở thành hiện thực.